Hi, xin kính chào tất cả quý khách hàng. Lại một cái tháng mới đã đến rồi, tháng 7 năm 2021. Trong những ngày hè oi ả như thế này mà sở hữu được một chiếc xe phục vụ cho bản thân, gia đình, người thân thì cực kỳ là mát mẻ, phải không ạ? Và bên cạnh chị đó chính là dòng xe Toyota WeGo, một trong những dòng xe ông vua phân khúc hạng A tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Và trong clip mới nhất ngày hôm nay, lại một lần nữa chúng ta sẽ cùng cập nhật chi tiết bảng giá này, chương trình khuyến mại, tổng chi phí lăn bánh cho từng vùng miền, để xem rằng là Toyota WeGo bảo là hơn 100 triệu đồng là chiếc xe thân yêu đã nằm trong nhà anh chị rồi. Lãi suất trả góp chỉ từ 0,49% thì chi tiết sẽ là như thế nào? Tổng khuyến mại mà bảo khuyến mại lên đến vài chục triệu đồng thì áp dụng cho từng vùng miền ra làm sao? Kính mời quý khách hàng hãy theo dõi cùng Văn Hội ngay bây giờ. Và chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là cập nhật bảng giá mới nhất của WeGo những ngày đầu tháng 7 này. Được Toyota Việt Nam nhập khẩu với hai tùy chọn, WeGo sẽ có giá lần lượt từ 352 triệu đồng cho phiên bản 1.2 số sàn. Trong khi đó, người Anh tiền nhiệm ở đây 1.2 số tự động sẽ có thêm rất nhiều công nghệ cao cấp. Đó chính là về phần bảng giá. Và không để quý khách hàng phải đợi chờ lâu, chúng ta sẽ sang ngay phần thứ hai, đó chính là chương trình khuyến mại. Đến với phần khuyến mại đầu tiên, áp dụng cho chương trình trả góp với lãi suất chỉ từ 0,49%, thì cụ thể cả 4 gói vay và thời gian vay lên đến 7 năm, vay đến 80% giá trị xe thì đâu đó khoảng 120 triệu đồng là chiếc xe WeGo đã nằm trong nhà anh chị rồi. Thì chi tiết cho từng gói vay như thế nào thì Văn Hội sẽ show lên trên màn hình để anh chị có thể nhìn thấy được. Còn anh chị nào mà chưa rõ chi tiết về cái chương trình khuyến mại là như thế nào, hãy nhấc máy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới theo từng vùng miền để đội ngũ tư vấn xe của chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý khách hàng một cách chi tiết và chu đáo nhất. Còn phần hay hơn, hot nhất trong chương trình này, đó chính là khuyến mại. Tổng khuyến mại của WeGo đợt này, khi mà anh chị mua xe trong những ngày đầu tháng 7 này, đó chính là chương trình khuyến mại bảo hành. Cả hai model, số sàn và số tự động của WeGo sẽ có cái thời gian bảo hành lên đến 5 năm. 5 năm anh chị nhé. Có nghĩa là chúng ta đi xe đến 4 năm đã thấy lâu rồi đúng không? Đi đến 5 năm mà vẫn còn bảo hành, khi bán lại thì rất giá trị và hoàn toàn yên tâm để sử dụng. Không chỉ có vậy đâu ạ, Toyota WeGo ở thế hệ mới của chúng tôi còn được cập nhật cái màn hình CarPlay Android Auto áp dụng trên phiên bản số tự động, cũng như là hệ thống ghế da được trang bị theo xe và hệ thống dán phim cách nhiệt Toyota chính hãng cũng được trang bị theo xe trên phiên bản số tự động luôn và ngay theo xe luôn anh chị nhá. Và một cái hay nữa là chương trình khuyến mại về giá bán tặng khuyến mại tiền mặt, bảo hiểm và phụ kiện, tổng khuyến mại lên đến hơn 20 triệu đồng. Thì chi tiết cho model nào, cho từng vùng miền ra làm sao, anh chị hãy liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành ra đâu đó khoảng 2 đến 3 phút để ngắm tổng quan hình ảnh của xe trước khi đến với tổng chi phí lăn bánh cho từng vùng miền. Xin mời anh chị. Của phần phía đầu xe, WeGo thế hệ mới năm 2021 thì được thiết kế cực kỳ là ấn tượng khi nhà sản xuất trang bị luôn một cụm đèn bi projector cho cái khả năng gom sáng cực tốt, kết hợp với giải đèn chóa pha đa phản xạ cho khả năng tăng sáng, kết hợp giải đèn LED ban ngày cũng như đèn xi nhan, tích hợp cái bản rộng và logo thì mạ chrome sang trọng và sáng bóng trên một cái nền mặt ca lăng đen, kết hợp với đèn sương mù ở phía dưới. Và Văn Hội thích nhất đó chính là cái mặt ca lăng trước là cái hình thang chéo xuống dưới, thành ra trông nó rất khỏe, rất thể thao và bề thế. Còn ở phần phía thân xe, đây anh máy quay sẽ đi di chuyển cùng sang với Văn Hội. Anh máy quay sẽ quay chéo để chúng ta có thể thấy được kiểu dáng mới của dòng phân khúc hạng A xe hatchback Toyota WeGo. Có một cái mặt gương bản rộng kết hợp thiết kế của cái phần gương bản rất rộng của chiếc xe WeGo thế hệ mới nhất năm 2021 này, thì nhà sản xuất còn kết hợp thêm cái đèn xi nhan trên gương cũng như là hệ thống cụp gương tự động, tuyệt vời không ạ? Tiếp nữa đó chính là cái phần la răng, chúng ta sẽ được sở hữu cả hai phiên bản, đó chính là hệ thống la răng đúc lên đến 14 inch dạng phay đúc, rất khỏe, rất thể thao. Chúng ta còn có gì nữa, một cái kiểu dáng cực kỳ là trường xe. Còn đây là phần phía đuôi sau. Kế phần đuôi sau của WeGo 2021, có thể thấy ngay được nhà sản xuất trang bị thêm một cái cánh lướt gió thể thao cực kỳ là tuyệt vời. Và nó sẽ khỏe,
năng động cùng với kết hợp đèn phanh thứ 3 ở trên cao. Rất hay đúng không ạ? Chúng ta có một gạt mưa ở phía sau chắc chắn rồi, sẽ dành cho những chiếc xe hatchback. Và đặc biệt nhất sẽ đến từ việc là nhà sản xuất trang bị luôn một camera lùi thích hợp theo xe ở thế hệ mới này, và hai cụm cảm biến cảnh báo va chạm sau. Ngoài ra thì chúng ta còn có cụm đèn hậu dạng full LED và kết hợp với cái ba đợt sốc phía sau dạng thể thao với rất nhiều hình khối khí động học. Còn bên trong xe là như thế nào? Anh chị hãy di chuyển cùng. Hiện tại thì Văn Hội đang ngồi bên trong tổng quan giao diện mới nhất của chiếc xe Toyota WeGo thế hệ mới năm 2021. Từ bên trái chúng ta có gì nào? Bên trái chúng ta có công tắc gập gương, đúng không? Rất tiện này. Và chỉnh mặt gương, gạt bên nào chỉnh bên đấy. Đó, chìa khóa thông minh, start top. Chỉ cần bấm nút start top phát là đây, anh máy quay sẽ nhìn thấy đây. Đó, chìa khóa thông minh này. Gà xin nhan đây rồi. Bật đèn đây, đèn gầm ở bên trong đây. Gạt mưa thì đây. Gạt mưa chỉnh đây, rất tiện luôn. Chỉnh cả trước cả sau anh chị nhé. Ngoài là đằng sau, đẩn ra đằng trước là đằng trước. Đó, công tắc lăng tét thì có đây gì là gì, đồng hồ vòng tua động cơ, đồng hồ vận tốc và một màn hình hiển thị đa thông tin. Chúng ta có màn hình piano kết nối CarPlay Android Auto cũng như là weblink để có thể xem YouTube được trên xe luôn. Rất đơn giản thôi, với cái weblink này thì chúng ta chọn sang bên này là chúng ta sẽ cần cài thêm cái ứng dụng weblink là chúng ta có thể xem được video trực tiếp trên YouTube ở trên này luôn. Rất hay. Rồi, đây là gì nữa nào? Đây đó chính là điều hòa này, tay số này, số lùi, sẽ có cảm biến lùi luôn. Số N, số Mo, số D, D4 này để đi, D3 và D2 để bò dốc, tăng tốc vượt xe khác. Cổng USB thì cắm trực tiếp vào đây rồi, thì chúng ta có thể để gọn vào trong này, đúng không? Gương này sẽ ban ngày ban đêm, cũng như là cái phần đèn trần như thế này. Chúng ta còn có một cái la phông trần rất cao, các tay như thế này. Ghế da ở thế hệ mới này là theo xe nhé. Ghế da thế hệ mới là rất dày dặn là theo xe luôn. Cốp phụ đây, cốp phụ rất rộng rãi, có sách dẫn sử dụng, rất tuyệt vời luôn. Rất tuyệt vời, đó chính là tổng quan chi tiết nhất trên chiếc xe Toyota WeGo. Vừa rồi đó chính là cập nhật chi tiết nhất bảng giá mới nhất của WeGo trong những ngày đầu tháng 7. Bây giờ chúng ta sang ngay tổng chi phí lăn bánh. Với lăn bánh đầu tiên cho chương trình trả góp thì Văn Hội cũng đã nói rồi, 120 triệu là chiếc xe số sàn đã nằm trong nhà anh chị rồi. Còn tổng lăn bánh cho từng tỉnh áp dụng mức thuế là 10%, trong khi đó Hà Nội là 12% và tiền biển số Hà Nội và Hồ Chí Minh là 20 triệu đồng. Thì lăn bánh một chiếc WeGo số sàn cũng chỉ nhỉnh hơn 300 triệu đồng, chưa bao gồm cái chương trình khuyến mại. Trong khi đó là phiên bản số tự động, nếu ở một tỉnh mà trừ khuyến mại rồi thì cũng chỉ có hơn 300 triệu mà thôi. Còn ở thành phố Hà Nội chỉ nhỉnh hơn 400 triệu đồng một chút xíu là chiếc xe thân yêu đã nằm trong nhà anh chị rồi. Chi tiết lăn bánh cho từng model, từng vùng miền ra làm sao, anh chị hãy thật nhanh tay liên hệ ngay số hotline ở phía bên dưới. Và đừng quên bấm nút like, share, comment, đăng ký ủng hộ kênh để không bỏ lỡ bất kể video cập nhật bảng giá, review khuyến mại xe nào. Một lần nữa Văn Hội xin trân trọng cảm ơn, kính chúc quý anh chị hàng thật nhiều sức khỏe và luôn luôn lái xe an toàn. Hẹn gặp lại anh chị ở những clip tiếp theo. Goodbye.